Ok anh em ạ, hôm nay lên để kiểm tra xem anh em team hôm nay đang làm gì nhé. Đấy. Dạo này là team mình là húp ý húp biết đã không dám vào nữa rồi. Đấy, từ đợt anh tóc xanh quay trở về đây là nó cũng bớt bớt rồi anh em ạ. Đó. Sao trong nhà này có tiếng gì hát hòa mỹ nhỉ? Tiếng nhạc ở đâu nhỉ? Rồi. Có ai đâu trong này không? Có tiếng nhạc lạ lạ anh em ạ. Cái gì nhỉ? Sao phòng tối âm này? Ui, có tiếng nhạc ở đâu ấy? Đấy, anh em nghe tiếng nhạc đâu? Trong âm giường thì vậy. Ui ui. Ui, cái gì đỏ đỏ đấy? What? Cái gì nhỉ? Ui. Cái gì kìa? Bật đèn lên xem cái gì ấy. Có cái gì hát hòa mỹ trong trong gầm giường nhỉ? Ui ui. Cái gì có hai quả mắt trông sáng rực lên anh em ạ. Sao tự nhiên lại mất điện à? Xem nào. Ui ui. Ui cái gì đây? Ui. Tự nhiên có một mắt xanh mắt đỏ xong di chuyển này anh em ơi. Này có cả nhạc nữa. Ui ui. Hình như nó đi gần tới mình rồi. Ui ui ui. Bật lại điện xem nào. Ui. Ui. Với mình nghe tiếng gì lại cạnh đằng sau nhỉ? Như ai đây à? Ui ui. Ui dậy tóc xanh. Mày dọa anh nhỉ? Em ơi, sao mày trốn ở đây làm gì đấy? Em đang anh đang lên trên team. Trên team để xem có cái gì hay không thì tự nhiên thì vào nghe thấy tiếng nhạc ở trong cổng trường này. Từ nãy giờ mày không nghe gì à? Đúng rồi. Đâu? Đúng không? À, con này là em đặt đây để cho anh đấy. Anh biết con này là con gì không? Mày cho anh á. Vâng, anh biết con này là con gì không? Em biết được con gì tự nhiên nó cứ nhảy múa, anh tưởng là quái vật trong cổng trường thôi. Thế anh đi ra đây em cho anh xem. Thế gì lấy anh cái gì mà nó mắc ở đây thôi. Đâu lấy ai xem nào. Ui. Đâu không em? Có lấy đâu? Đấy. Ui ui ui. Wow. Có gì đây? Để con kinh công mày ạ. Kinh công á? Nhé đẹp không? Ui. À đúng rồi, vừa nãy anh thấy cái mắt này nó nháy xanh đỏ này. Wow, kinh công màu vàng biết nhảy à, phát được cả nhạc cơ à? Khét nhảy. Ô thế không cho nó dừng được à? Dừng anh. Đây. Đâu? Đấy. À, tắt được à? Tắt được. Con này là robot kinh công à? Con này robot đấy. Con này là khỉ đột chứ đâu phải kinh công. Con này là đây. Kinh công. Nhìn đúng mặt con khỉ đột Tây Du Ký đấy. Hôm nay thì anh tóc xanh lại đi cho mình nhá. Lúc đầu mình tưởng có con gì xuất hiện trong gầm giường vừa biết hát, xong mắt còn nháy nháy mình. Thì là có con mình nhìn giống con kinh công hơn. Đấy, lần đầu nhìn thấy con này. Thử mang ra ngoài sân xem là cái con này nó có hoạt động gì nhá. Em mang này lên không phải để cho anh chơi đâu. Em mang này lên là em phải có một ít tưởng để bẫy ghi. Bẫy ghi vào con này á? Bẫy ghi. Thế anh tưởng mày cho anh mày đi bẫy ghi mày mang này làm gì? Đấy mày mang đi bẫy một mình đi. Đầu tư anh ạ. Và bẫy ghi nó đập con này vỡ ra là phí lắm. Con kinh công robot này chắc là cũng đắt tiền đúng không? Con này hàng bền anh ạ. Bền á? Bền. Nhưng mà thôi, trước khi mà để bẫy ghi mày phải để anh sử dụng anh xem nó có những cái chức năng gì đã. Gì chứ? Ê, con này nó đeo trên đầu một cái đai anh em mày nhìn trông rất là đẹp nhá. Trên này nó có cái gì đây, lúm gì đây. Quả mắt nó đen xì anh em mày. Vừa nãy nó ở gầm giường mình thấy nó sáng sáng đèn cơ. Đấy, nó sáng, hai mắt sáng rực, bây giờ nó đen như kiểu đeo kính râm ấy. À, hai quả mũi rất to. Tay ấy, ui, tay to luôn anh em mày. Đúng là tay robot có khác to đúng luôn. Đấy. Sau lưng một hệ thống gọi là các thiết bị máy móc. Đây chắc là cái này là cái cần để bật này. Đây là pin này anh em ạ. Ok. Con này nó có khả năng gì hả em? Con này nó có tác dụng là nhảy múa, nó nhảy múa được hết tất cả bài hát trên đời luôn. Thật á? Thật luôn. Thế thì bây giờ thử cho nó biểu diễn cho anh xem một bài gì nó Hollywood ở trên cái bãi cỏ này thế nào. Đây này, đây này. Ui giời, mắt sáng rồi. Wow, nhảy thôi. Anh nhìn gì ạ? Wow. Ui mắt nó còn sáng này. Wow. Ui. Wow, hay nhỉ. Được đấy. Ôi ôi, sao nó không ngã? Ê, ngã rồi, giải, say rượu rồi. Xem nào. Thế có mỗi bài ở này nữa à? Có bài gì không? Anh bật nhạc cho nó. Đây đây. Ôi, ngã sấp mặt rồi. Anh thấy nó bền được. À. À, nhảy bài mới rồi. Wow. Ôi, con này nhảy đẳng cấp nhờ, khỉ đốt mới biết nhảy à? Ôi, phải đứng ở đây không ngã. Sai, khét nha. Thế nó chỉ biết nhảy thôi à? Hả? Nó chỉ biết nhảy thôi à? Nó biết đấm rồi mà. Đâu có thể đấm đâu. Thế anh nhìn đi, anh nhìn đi mà đấm rồi. À, mà nó to ngang húp ghi, có khi nó đấm được cả húp ghi ấy nhỉ? Húp ghi luôn nè. Hay em mua cả hẳn con to đi. Con to anh biết bao tiền không? Bao tiền? Con to là 250 triệu mà con to như thế này. 250 triệu. 250 triệu. Ui ôi. Đấy, nó nhảy đây anh em à. Anh tóc xanh nhá, có... Ui, sao tắt nó không nhảy nữa mà mắt nó vẫn sáng này. Ui ôi, cái gì đấy? Vừa ào à? Ở đâu? Đây đây, cướp đồ đấy. Đi.
con kinh công này để bẫy hữu ghi đấy. Kinh công nhảy anh ạ. Thằng hôm nay anh tóc xanh nó tự nhiên nó mua cái này, nó bảo là dùng con này để bẫy hữu ghi. Em nhìn mắt sáng rực chưa? Ui, mắt con này như kiểu Autobot gì à? Autobot đây, con này là Autobot biến hình ấy. Wow. Đấy. Ui nhưng mà anh, con này nhảy đâu? Đâu nó có đấm. Đây, con này biết nhảy, không con này không biết đấm nhưng biết nhảy. Đây. Đấy. Đấy, đố. Ấy, thấy chưa? Ui, 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 ui. Thấy là khớp chưa? Đấy. Đố vương nhảy được giống nó. Ủa à? Nào, đấy, nhìn nó nhảy chưa? Ôi, đơn giản, tưởng nó khó khăn thế nào. Đâu? Nhảy nào? Nhìn tay chưa? Đấy, chân nó phải phối hợp nhịp nhàng. À, đơn giản luôn. À. Thế này, tay em hơi nhanh, tay nó chậm chậm này đấy. Ơi giời, anh tóc xanh mày nhảy cho là Vương nó biết thế nào là trình độ này. Sao con này nó có biết múa quạt đâu? Mày lại đi mày biến thẻ. Thế là thua rồi. Đấy nhìn Vương nó nhảy này mới đúng này. Cho Vương mới này, con robot thi xem ai nhảy được Vương. Đây đấy, này cho thi đấy. Đấy đúng rồi đấy, Vương khả năng nhảy đúng rồi đấy. Đúng đấy. Rồi, hết bài này nhá. Ui ui, chân đảo nhanh đấy. Chân đảo nhanh luôn. Ủa, nhưng mà mắt nó còn xanh đỏ này mà, sao mắt em còn xanh đỏ? Ui, mắt nó là mắt robot. Nào, ai tao xanh nhảy đi. Nhảy đúng con này mà. Bọn này thì nhảy trắng giống cái gì cả, vớ vẩn thật. Ấy, ấy nhìn con mắt đã cướp chưa? Ấy nhìn tay đấm nhở này, ấy. Ấy giời, công lực mạnh mà. Mình Vương nhìn đây, xa. Ui, em thấy. Điều quả này có đấm được hút ghi không? Ui, em nghĩ là hút đấm ghi tím mắt luôn. Tím mắt luôn đấy. Có biết hút ghi nó nhìn con này nó có thích không hay nó đập không? Anh, nó mà đập là anh rất phí ấy. Hay bây giờ anh em bẫy như này nhá. Anh em kiếm một cái gì anh em úp con này vào. Đợi hút ghi nó đến nó nghe tiếng nhạc kiểu gì nó cũng mở ra. Nó mở ra nó thấy con này nhảy có khi là nó mải nhảy múa cùng anh em mình vào, anh em mình quăng lưới bắt luôn. Bắt luôn. Được. Ừ, được. Bây giờ kiếm ra cái gì để anh úp con kinh công vào. Hả? Con này thì không làm được cái trò gì à? Trò gì? Mình phải thêm san. Gọi san á? San, gọi san. Ừ, đúng rồi. Phải gọi san lên bẫy cùng này. Đúng rồi. Đúng rồi. Gọi san 66 đi. 66. Anh tóc xanh gọi san quá. Gọi san 66 này. Số này à? Có được không em? Cho nó khẩn bố. Nào, bây giờ thử anh em mình bẫy luôn giữa sân nhá. Để anh bật lên xong là bật sẵn nhạc thôi nhá. Có hết rồi. Em thử úp vào xem ạ. Ui, úp vào nghe tiếng bé tí luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thế là nó chỉ lanh quanh trong này thôi đúng không? Rồi. Thế bây giờ anh em mình vụ này không quan trọng. Lúc. Ủa là anh em mình lúc ô gọi san đến chưa? San không được, gọi người cưa được không anh? Người cưa đến chưa? Người cưa sắp đến rồi. Ờ thế được rồi. Được. Anh em lắp lắp vào đây chờ xem tín hiệu thằng Húc ghi nó làm được. Ý không ra được khoảng cái lồng ở đâu ấy. Nó đến chưa? Em chưa thấy nó đến đâu anh ạ. Hình như là anh thấy ở cổng có tiếng động. Ừ, đúng rồi. Mày chạy ra xem nào. Ui ui nó đến. Ui nó đến rồi, nó đến luôn rồi. Ui em ơi, Húc ghi đến rồi, sao người cưa chưa tới? Người cưa chưa tới. Vương ơi, cầm cái này, để anh em mình cầm cái cây. Ui, chân. Nó đang nghe, Có biết nó có đập không hả nhỉ Vương nhỉ? Ui, nhảy hơi em. Con kinh công là nhìn giống con Húc Ghi nhỉ? Hay là nó tưởng đồng loại, anh em xin đôi. Đấy, ui, này. Ui, siêu nhân cùng. Ui, chân, nó rắc túi rồi anh em ơi. Anh em ra kia đi, Húc Ghi. Ui, 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 gãy, gãy, gãy. Ôi chân, ôi chân. Im, đấy cho robot này đấm nè, đấm lại, đấm lại đi sợ. Ôi chạy chạy. Chạy đi anh em ơi. Ui. Ui.
Ôi, người cướp đây ạ. Hay. Ôi, người cướp đưa đây. Ôi, cả thằng kia. Cả thằng nó móc lốp ấy. Dư quá. Đấy, thả con này vào đây. À, cho vào đây. À. Ui ạ. Ấy, ui, nghe nhạc đi. Ấy, nhạc ấy. Ui. Cứ cẩn thận. Ui. Cầm cái này cứ đi cho anh không lấy mất. Ui. Ui cứ. Ui. 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 Cứ biết con gì đâu. King Kong robot hôm nay. Ui đừng cắn người cười. Cho người cưa mang về chơi đấy. Giữ giữ ổ cho gái nhá. Ok.